Kính chào quý khán thính giả. Trong bài học hôm nay, Mr. Định sẽ chia sẻ với quý khán thính giả 30 tính từ trái nghĩa khi thêm tiền tố in. Công thức mà chúng ta có đó là in cộng với tính từ sẽ cho ra một tính từ mới trái nghĩa với tính từ gốc. Ví dụ tính từ đầu tiên, active. Active có nghĩa là vẫn hoạt động. Ví dụ, bạn nên hoạt động khi mà bạn về già. You should keep active when you grow old. You should keep active when you grow old. Khi thêm tiền tố in, thì cách phát âm và trọng âm của tính từ gốc không thay đổi. Và từ này chúng ta được inactive. Inactive. Ví dụ, công ty tôi đã ngừng hoạt động được 10 tháng rồi. My company has been inactive for 10 months. My company has been inactive for 10 months. Tính từ số 2, adequate. Adequate. Tính từ này có nghĩa là đủ. Ví dụ, cung đủ cầu. The supply is adequate to the demand. The supply is adequate to the demand. Và khi thêm tiền tố in, chúng ta được tính từ trái nghĩa là inadequate. Inadequate. Mang nghĩa là không đủ. Ví dụ, cung không đủ cầu. The supply is inadequate to the demand. The supply is inadequate to the demand. Tính từ số 3, correct. Correct. Mang nghĩa là chính xác. Ví dụ, câu trả lời của anh là chính xác đấy. Your answer is correct. Your answer is correct. Và khi thêm tiền tố in, chúng ta được tính từ trái nghĩa incorrect. Incorrect. Không chính xác. Ví dụ nói, câu trả lời của anh không chính xác. Your answer is incorrect. Your answer is incorrect. Your answer is incorrect. Tính từ số 4, capable. Capable. Có khả năng. Ví dụ nói, bạn có khả năng nói tiếng Anh tốt đấy. You are capable of speaking English well. You're capable of speaking English well. Và trái nghĩa với capable là incapable. Incapable. Không có khả năng. Ví dụ, bạn không có khả năng nói tiếng Anh tốt. You are incapable of speaking English well. You're capable of speaking English well. You're capable of speaking English well. Tính từ số 5, complete. Complete. Có nghĩa là hoàn chỉnh hay hoàn thành. Ví dụ nói, tôi muốn có một lời giải thích hoàn chỉnh. I want to get a complete explanation. I want to get a complete explanation. Và trái nghĩa với complete là incomplete. Incomplete. Không hoàn thành, không hoàn chỉnh. Ví dụ, tôi không muốn có một lời giải thích không hoàn chỉnh. I don't want to get an incomplete explanation. I don't want to get an incomplete explanation. Tính từ số 6, considerate.
Considerate có nghĩa là chu đáo. Ví dụ nói, cô ấy là một bà chủ chu đáo. She's a considerate boss. She's a considerate boss. Và trái nghĩa với considerate là inconsiderate. Inconsiderate. Ví dụ, cô ấy là một bà chủ không chu đáo. She is inconsiderate boss. She is inconsiderate boss. Tính từ số 7, decisive. Decisive có nghĩa là dứt khoát. Ví dụ nói, bạn đã có một câu trả lời dứt khoát. You had a decisive answer. You had a decisive answer. You had a decisive answer. Và trái nghĩa với decisive là indecisive. Indecisive. Không dứt khoát. Ví dụ nói, bạn đã có một câu trả lời không dứt khoát. You had an indecisive answer. You had an indecisive answer. You had an indecisive answer. Tính từ số 8, expensive. Expensive có nghĩa là đắt. Ví dụ nói, tôi thấy chiếc xe đó khá là đắt. I find that car pretty expensive. I find that car pretty expensive. Trái nghĩa với expensive là inexpensive. Inexpensive. Không đắt. Và tôi thấy chiếc xe đó không đắt. I find that car inexpensive. I find that car inexpensive. I find that car inexpensive. Tính từ số 9, experienced. Experienced có kinh nghiệm hoặc nhiều kinh nghiệm. Ví dụ nói, cô ấy là một công nhân có nhiều kinh nghiệm. She is an experienced worker. She is an experienced worker. Và trái nghĩa với experienced là inexperienced. Inexperienced. Thiếu kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm. Ví dụ nói, cô ấy là một công nhân không có kinh nghiệm. She is an inexperienced worker. She's an inexperienced worker. Tính từ số 10, famous. Famous, nổi tiếng. Ví dụ, cô ấy là một người nổi tiếng. She is a famous person. She is a famous person. Và trái nghĩa với famous là infamous. Infamous, không nổi tiếng. Ví dụ nói, cô ấy là một người không nổi tiếng. She is an infamous person. She is an infamous person. Tính từ số 11, formal. Formal có nghĩa là chính thức hoặc trang trọng. Ví dụ nói, tôi không có bằng cấp chính thức nào. I have no formal qualifications. I have no formal qualifications. Và trái nghĩa với formal là informal. Informal. Không trang trọng, không chính thức. Ví dụ nói, họ đã có một cuộc trò chuyện không chính thức ngày hôm qua. They had an informal talk yesterday. They had an informal talk yesterday. They had an informal talk yesterday.
Tính từ số 12, flexible. Flexible. Linh hoạt, linh động. Ví dụ, làm ơn cho tôi giờ làm việc linh hoạt. Please give me flexible working hour. Please give me flexible working hour. Và trái nghĩa với flexible là inflexible. Inflexible. Ví dụ, giờ làm việc của tôi không linh hoạt. My working hour is inflexible. My working hour is inflexible. My working hour is inflexible. Tính từ số 13, separable. Separable. Có thể tách ra được hoặc có thể tháo ra được. Ví dụ, bộ phận này có thể tháo ra khỏi chiếc máy được. This part is separable from the machine. This part is separable from the machine. Và trái nghĩa với separable là inseparable. Inseparable. Không thể tách rời, không thể tháo ra được. Ví dụ nói, trẻ em là một phần không thể thiếu của một gia đình. Children are an inseparable part of a family. Children are an inseparable part of a family. Tính từ số 14, sufficient. Sufficient. Tính từ này bằng nghĩa với tính từ adequate, có nghĩa là đủ. Ví dụ nói, mức lương đó dường như đủ cho nhu cầu của anh ta. That salary seems sufficient for his needs. That salary seems sufficient for his needs. Và trái nghĩa với sufficient là insufficient. Insufficient. Không đủ. Ví dụ, mức lương đó dường như không đủ cho nhu cầu của anh ta. That salary seems insufficient for his needs. That salary seems insufficient for his needs. Và tính từ số 15, visible. Visible. Có thể nhìn thấy được. Ví dụ nói, nhà tôi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng khi đứng từ đây. My house is clearly visible from here. My house is clearly visible from here. My house is clearly visible from here. Và trái nghĩa với visible là invisible. Invisible. Không thể nhìn thấy. Ví dụ, đứng từ đây không thể nhìn thấy nhà tôi. My house is invisible from here. My house is invisible from here. Quý khán thính giả thân mến, Mr. Định vừa rồi đã chia sẻ 15 cặp từ trái nghĩa khi thêm tiền tố in. Thank you for watching and goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi học 20 tính từ. Khi thêm tiền tố im sẽ cho ra các tính từ trái nghĩa. Đặc điểm chung của những tính từ này là có chung một công thức. Đó là những tính từ bắt đầu bằng phụ âm P hoặc M thì chúng ta sẽ thêm tiền tố im để tạo thành một tính từ mang trái nghĩa. Xin nhắc lại với quý khán thính giả, những tính từ bắt đầu bằng phụ âm P hoặc M thì chúng ta sẽ thêm im để tạo ra một tính từ trái nghĩa. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào các tính từ cụ thể. Một, possible. Possible.
Tính từ này có nghĩa là có thể. Ví dụ hỏi, liệu có thể không làm mà vẫn có tiền không? Is it possible not to work but still have money? Is it possible not to work but still have money? Đây là một tính từ bắt đầu bằng phụ âm P. Và để tạo ra một tính từ trái nghĩa, chúng ta sẽ thêm tiền tố im. Impossible. Impossible. Không thể. Ví dụ, không có gì là không thể. Nothing's impossible. Nothing's impossible. Nothing's impossible. Tính từ số 2, lịch sự, polite. Polite. Ví dụ, she was very polite to me. She was very polite to me. Cô ấy đã rất lịch sự với tôi. Và để tạo thành một tính từ trái nghĩa, chúng ta thêm tiền tố im, được tính từ mới là impolite. Impolite. Bất lịch sự. Ví dụ, she was very impolite to me. She was very impolite to me. Tính từ số 3, mature. Mature. Trưởng thành. Ví dụ, he's really mature. He's really mature. Anh ấy đã thực sự trưởng thành rồi. Và tính từ trái nghĩa của mature là immature. Immature. Chúng ta sẽ thêm tiền tố im, có nghĩa là non nớt hoặc chưa trưởng thành. Ví dụ, he's still immature. He's still immature. Lưu ý khi phát âm immature, hai chữ M đứng liền nhau, chúng ta chỉ phát âm một. Immature. He's still immature. Anh ta vẫn còn non nớt lắm. Tính từ số 4. Pure. Pure. Có nghĩa là tinh khiết, trong. Ví dụ, this is pure water. This is pure water. Đây là nước tinh khiết. Và trái nghĩa với pure là impure. Impure. Không tinh khiết. Ví dụ, this is impure water. This is impure water. Đây là nước không tinh khiết. Tính từ số 5, mortal. Mortal. Có nghĩa là chết. Ví dụ nói, là con người, ai cũng phải một lần chết. Man is mortal. Man is mortal. Và trái nghĩa với mortal là immortal. Immortal. Bất tử. Ví dụ, he's an immortal hero. He's an immortal hero. He's an immortal hero. Ông ấy là một người anh hùng bất tử. Tính từ số 6. Proper. Proper. Thích hợp, hợp lý. Ví dụ, this is my proper job. This is my proper job.
đây là một công việc thích hợp của tôi. Và trái nghĩa với proper, đó là improper. Improper. Không thích hợp. Ví dụ, this is my improper job. This is my improper job. Đây là một công việc không thích hợp của tôi. Tính từ số 7, partial. Partial. Có nghĩa là thiên vị. Ví dụ, he was very partial to our team. He was very partial to our team. Anh ta đã rất thiên vị với đội của chúng tôi. Và trái nghĩa với partial là impartial. Impartial. Công bằng. Ví dụ, he was very impartial to our team. He was very impartial to our team. Anh ấy đã rất công bằng với đội của chúng tôi. Tính từ số 8, personal. Personal. Có nghĩa là cá nhân. Ví dụ, that's a personal question. That's a personal question. Đó là một câu hỏi cá nhân. Và trái nghĩa với personal là impersonal. Impersonal. Ví dụ, he had got very cold and impersonal behavior. He had got very cold and impersonal behavior. Anh ta đã có một hành vi rất lạnh lùng và vô nhân tính. Tính từ số 9, moral. Moral. Có đạo đức. Ví dụ, that's a moral action. That's a moral action. Đó là một hành động có đạo đức. Và trái nghĩa với moral là immoral. Immoral. Không có đạo đức hoặc vô đạo đức. Ví dụ, that's an immoral action. That's an immoral action. Đó là một hành động vô đạo đức. Và tính từ cuối cùng, modest. Modest. Khiêm nhường. Ví dụ, he had some modest comments at the meeting. He had some modest comments at the meeting. Anh ấy đã có một vài nhận xét khiêm nhường tại cuộc họp. Và trái nghĩa với modest, khiêm nhường, là khiếm nhã. Immodest. Immodest. Ví dụ, he had some immodest comments at the meeting. He had some immodest comments at the meeting. Anh ấy đã có một vài nhận xét khiếm nhã tại cuộc họp. Quý khán thính giả thân mến, trên đây là 20 tính từ trái nghĩa với nhau khi thêm tiền tố im. Thank you for watching and goodbye.
Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, Mr. Định sẽ chia sẻ 50 tính từ trái nghĩa mà quý khán thính giả thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Đặc điểm chung của những tính từ này đó là chúng ta sẽ thêm tiền tố an vào tính từ gốc để tạo thành một tính từ mới mang nghĩa trái ngược. Ví dụ tính từ đầu tiên, wanted. Wanted. Tính từ này có nghĩa là bị truy nã hoặc được mong muốn. Ví dụ, he's a wanted guy. He's a wanted guy. Anh ta là một gã đang bị truy nã. Và trái nghĩa với tính từ wanted, chúng ta thêm tiền tố un được một tính từ mới, unwanted. Unwanted có nghĩa là ngoài ý muốn. Ví dụ, this is an unwanted guest. This is an unwanted guest. Đây là một vị khách không mời mà đến. Tính từ số 2, expected. Expected. Cùng nghĩa với wanted, được mong đợi. Ví dụ, that's an expected ending. That's an expected ending. Đó là một kết cục được mong đợi. Và trái nghĩa với expected là unexpected. Unexpected. Ngoài ý muốn, không mong đợi. Ví dụ, we had to make an unexpected decision this morning. We had to make an unexpected decision this morning. We had to make an unexpected decision this morning. Sáng nay, chúng tôi đã phải đưa ra một quyết định ngoài ý muốn. Tính từ số 3, easy. Easy. Dễ dàng. Ví dụ, making money has never been an easy job. Making money has never been an easy job. Kiếm tiền chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Trái nghĩa với tính từ easy là uneasy. Uneasy. Không dễ dàng. Ví dụ, making money is an uneasy job. Making money is an uneasy job. Kiếm tiền là một công việc không dễ dàng. Tính từ số 4, safe. Safe. An toàn. Ví dụ, in some cities, you don't feel safe wearing necklaces. In some cities, you don't feel safe wearing necklaces. Ở một số thành phố, bạn cảm thấy không an toàn khi đeo dây chuyền. Trái nghĩa với tính từ safe là unsafe. Unsafe. Không an toàn. Câu ví dụ trên chúng ta có thể nói bằng tính từ này. In some cities, you feel unsafe wearing necklaces. In some cities, you feel unsafe wearing necklaces. Tính từ số 5, grateful. Grateful. Biết ơn. Ví dụ, you should be grateful to somebody helping you. You should be grateful to somebody helping you. Bạn nên biết ơn người giúp đỡ bạn. Trái nghĩa với grateful là ungrateful. Ungrateful. Có nghĩa là vô ơn, bạc nghĩa. Ví dụ,
You mustn't be ungrateful to somebody helping you. You mustn't be ungrateful to somebody helping you. Bạn không được vô ơn bạc nghĩa với người đã giúp đỡ bạn. Tính từ số 6, happy. Vui mừng, hạnh phúc. Ví dụ, I'm so happy with my school result. I'm so happy with my school result. Tôi rất hạnh phúc với kết quả học tập của tôi. Trái nghĩa với happy là unhappy, không hạnh phúc, không vui. Ví dụ, I'm so unhappy with my school result. I'm so unhappy with my school result. Tôi rất không vui với kết quả học tập của tôi. Tính từ số 7, real. Real. Có thật, chân chính. Ví dụ, he's a real man. He's a real man. Anh ấy là một người đàn ông chân chính. Và trái nghĩa với real là unreal. Unreal, không có thật. Ảo tưởng. Ví dụ, don't be unreal about your power. Don't be unreal about your power. Đừng ảo tưởng về sức mạnh của bạn. Tính từ số 8, friendly. Friendly. Thân thiện. Ví dụ, she was very friendly to me. She was very friendly to me. Cô ấy đã rất thân thiện với tôi. Và trái nghĩa với friendly là unfriendly. Unfriendly. Ví dụ, she was very unfriendly to me. She was very unfriendly to me. Cô ấy rất không thân thiện với tôi. Tính từ số 9, kind, tốt bụng. Ví dụ, she was so kind to us. She was so kind to us. Cô ấy rất tốt bụng với chúng tôi. Và trái nghĩa với kind là unkind. Unkind, không tốt bụng. She was so unkind to us. She was so unkind to us. Cô ấy không tốt bụng với chúng tôi. Tính từ số 10, believable. Believable. Đáng tin. Tính từ này được sử dụng khi chúng ta tin cái gì đó là sự thật. Ví dụ, his story is believable. His story is believable. Câu chuyện của anh ta đáng tin đấy. Nhưng trái nghĩa với believable là unbelievable. Unbelievable. Không đáng tin. Ví dụ, his story is unbelievable. His story is unbelievable. Câu chuyện của anh ta không đáng tin chút nào. Tính từ số 11, reliable. Reliable. Đáng tin cậy. Từ này được sử dụng khi ai đó hoặc cái gì có thể tin được dựa vào cách cư xử và hoạt động. Ví dụ, I think he's reliable. I think he's reliable.
tôi nghĩ anh ta đáng tin đấy. Và trái nghĩa với reliable là unreliable. Unreliable, không đáng tin. Ví dụ, I think he's unreliable. I think he's unreliable. Tôi nghĩ anh ta không đáng tin đâu. Tính từ số 12, comfortable. Comfortable, tiện nghi, thoải mái. Ví dụ, the hotel I stayed was comfortable. The hotel I stayed was comfortable. Khách sạn mà tôi ở rất là tiện nghi. Trái nghĩa với comfortable là uncomfortable. Uncomfortable, không tiện nghi. Ví dụ, the hotel I stayed was uncomfortable. The hotel I stayed was uncomfortable. Khách sạn mà tôi ở không tiện nghi. Và tính từ này, chúng ta đọc là comfortable, không bao giờ đọc là comfortable. Tính từ số 13, stressed. Stressed, áp lực. Ví dụ, I feel stressed about my job. I feel stressed about my job. Tôi cảm thấy áp lực về công việc của tôi. Và trái nghĩa với stressed là unstressed. Unstressed. Ví dụ, I feel unstressed about my job. I feel unstressed about my job. Tôi cảm thấy không áp lực về công việc của mình. Tính từ số 14, satisfactory. Satisfactory, thỏa mãn. Ví dụ, I think that's a satisfactory explanation. I think that's a satisfactory explanation. Tôi nghĩ đó là một lời giải thích thỏa mãn. Và trái nghĩa với satisfactory đó là unsatisfactory. Unsatisfactory, không thỏa mãn. Chúng ta cùng phát âm lại tính từ này. Unsatisfactory. Ví dụ, I think that's an unsatisfactory explanation. I think that's an unsatisfactory explanation. Tôi nghĩ đó là một lời giải thích không thỏa mãn. Tính từ số 15, reasonable. Reasonable, hợp lý. Ví dụ, we had a reasonable trip. We had a reasonable trip. Chúng ta đã có một chuyến đi hợp lý. Và trái nghĩa với reasonable là unreasonable. Unreasonable, không hợp lý. Ví dụ, we had an unreasonable trip. We had an unreasonable trip. Chúng ta đã có một chuyến đi không hợp lý. Tính từ số 16, important. Important, quan trọng. Ví dụ, that's an important factor in our team. That's an important factor in our team. Đó là một nhân tố quan trọng trong nhóm của chúng ta. Trái nghĩa với important là unimportant. Unimportant. Ví dụ, that's an unimportant factor in our team.
That's an unimportant factor in our team. Đó là một nhân tố không quan trọng trong nhóm của chúng ta. Tính từ số 17, predictable. Predictable. Có thể đoán được. Ví dụ, the result of the match is predictable. The result of the match is predictable. Kết quả của trận đấu này có thể dự đoán được. Và trái nghĩa với predictable là unpredictable. Unpredictable. Không thể đoán trước được. Ví dụ, the result of the match is unpredictable. The result of the match is unpredictable. Kết quả trận đấu này không thể đoán trước được. Tính từ số 18, acceptable. Acceptable. Có thể chấp nhận được. Ví dụ, her performance was acceptable. Her performance was acceptable. Màn biểu diễn của cô ấy có thể chấp nhận được. Trái nghĩa với acceptable là unacceptable. Unacceptable. Không thể chấp nhận được. Ví dụ, her performance was unacceptable. Her performance was unacceptable. Màn biểu diễn của cô ấy không thể chấp nhận được. Mười chín, likely. Likely. Có thể. Ví dụ, remind me because I'm very likely to forget it. Remind me because I'm very likely to forget it. Hãy nhắc tôi nhé, bởi vì rất có thể tôi sẽ quên nó. Và trái nghĩa với likely là unlikely. Unlikely. Không thể. Ví dụ, you don't need to remind me because I'm unlikely to forget it. You don't need to remind me because I'm unlikely to forget it. Bạn không cần phải nhắc tôi đâu, bởi vì tôi không thể quên nó được. Tính từ số 20, necessary. Necessary. Cần thiết. Ví dụ, his action was necessary to us. His action was necessary to us. Hành động của anh ta là cần thiết với chúng ta. Và trái nghĩa với necessary là unnecessary. Unnecessary. Không cần thiết. Ví dụ, his action was unnecessary to us. His action was unnecessary to us. Hành động của anh ta là không cần thiết với chúng ta. Tính từ số 21, tidy. Tidy. Ngăn nắp, gọn gàng. Ví dụ, your house looks so tidy. Your house looks so tidy. Ngôi nhà của bạn nhìn rất là ngăn nắp. Trái nghĩa với tidy là untidy. Untidy. Bừa bộn. Ví dụ, your house looks so untidy. Your house looks so untidy. Ngôi nhà bạn nhìn rất bừa bộn.
22. Breakable. Breakable. Dễ vỡ. Ví dụ, be careful, this glass is breakable. Be careful, this glass is breakable. Hãy cẩn thận, chiếc ly này dễ vỡ đấy. Trái nghĩa với breakable là unbreakable. Unbreakable. Không thể vỡ được. Ví dụ, don't worry, this glass is unbreakable. Don't worry, this glass is unbreakable. Đừng lo, chiếc ly này không vỡ được đâu. Imaginable. 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 Có thể hình dung được. Ví dụ, your instruction was so imaginable. Your instruction was so imaginable. Sự hướng dẫn của bạn là rất dễ hình dung. Trái nghĩa với imaginable là unimaginable. Unimaginable. Không thể hình dung được. Ví dụ, your instruction was so unimaginable. Your instruction was so unimaginable. Sự hướng dẫn của bạn là không thể hình dung được. 24. Popular. Popular. Phổ biến. Ví dụ, that is a popular song. That is a popular song. Đó là một ca khúc phổ biến. Và trái nghĩa với popular là unpopular. Unpopular. Không phổ biến, không nổi tiếng. Ví dụ, that is an unpopular song. That is an unpopular song. Đó là một ca khúc không nổi tiếng. 25. Talented. Talented. Có tài năng, có năng khiếu. Ví dụ, he's really a talented artist. He's really a talented artist. Anh ấy thực sự là một họa sĩ tài năng. Trái nghĩa với talented là untalented. Untalented. Không có tài năng. Ví dụ, he's really an untalented artist. He's really an untalented artist. Anh ta thực sự là một họa sĩ chẳng có tí tài năng nào. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 50 tính từ thông dụng trái nghĩa với nhau. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Thank you for watching and goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Sau những loạt video về các từ vựng có chứa cùng vần, phương pháp này đã giành được rất nhiều sự yêu mến của quý khán thính giả. Để đáp lại sự yêu mến của quý khán thính giả, trong video hôm nay, Mr. Định sẽ tiếp tục cùng quý khán thính giả đi học 50 từ vựng tiếp theo có chứa cùng vần
và chúng ta sẽ cùng học cách đọc của chúng. Chuỗi từ vựng số 1. Chúng ta sẽ học cách đọc vần O-U-S-E. Ví dụ như trong từ ngôi nhà, chúng ta sẽ đọc là house. Âm cuối chúng ta phát âm là s. Hay trong từ con chuột, chúng ta đọc là mouse. Và từ con cháy, chúng ta đọc là louse. Phụ âm cuối chúng ta phát âm là s. Tuy nhiên, trong hai từ khuấy động, rouse, âm cuối chúng ta đọc là z. Hay danh từ áo sơ mi nữ, chúng ta đọc là blouse. Âm cuối là âm z. Bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đọc lại năm từ này. House, mouse, rouse, blouse, louse. House, mouse, rouse, blouse, louse. House, mouse, rouse, blouse, louse. Chuỗi từ tiếp theo, vần A-R-K. Vần này chúng ta đọc là ARK. Ví dụ trong danh từ công viên, chúng ta đọc là PARK. Động từ sủa dành cho con chó, chúng ta đọc là BARK. Động từ đánh dấu, chúng ta đọc là MARK. Hay danh từ con cá mập, chúng ta đọc là SHARK. Và tính từ tối tăm, chúng ta đọc là dark. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đọc lại. Park, bark, mark, shark, dark. Park, bark, mark, shark, dark. Park, bark, mark, shark, dark. Chuỗi từ số 3, vần O-R-K. Vần này chúng ta có hai cách đọc. Chúng ta sẽ đọc là ERK, ví dụ trong động từ làm việc, work. Và chúng ta đọc là ORK trong các từ như thịt heo, pork, con cò, stork, cái nĩa, fork, và kẻ ngốc nghếch, dog. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại năm từ này. Work, pork, stork, fork, dog. Work, pork, stork, fork, dog. Work, pork, stork, fork, dog. Chuỗi từ số 4 chứa vần A-U-S-E. Vần này thông thường chúng ta đọc là cause. Ví dụ trong động từ gây ra là cause. Động từ tạm dừng là pause. Danh từ điều khoản clause. Và danh từ vỗ tay applause. Tuy nhiên, trong liên từ bởi vì chúng ta đọc là because. Âm ơ ngắn. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại năm từ này. Cause, because, pause, clause, applause.
cause, because, pause, clause, applause. Cause, because, pause, clause, applause. Chuỗi từ tiếp theo, vần E, A, C, H. Vần này chúng ta thường đọc là each. Ví dụ, each, tính từ là mỗi, động từ dạy, teach, động từ vươn tới, reach, danh từ sự vi phạm, breach, và danh từ quả đào, peach. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đọc lại. Each, teach, reach, breach, peach. Each, teach, reach, breach, peach. Each, teach, reach, breach, peach. Chuỗi từ tiếp theo, vần E, C, T. Vần này chúng ta thường đọc là act. Ví dụ trong tính từ chính xác, correct. Động từ sưu tầm, collect. Động từ tôn trọng, respect. Động từ ảnh hưởng, affect. Và danh từ hiệu ứng, effect. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đọc lại. Correct, collect, respect, affect, effect. Correct, collect, respect, affect, effect. Correct, collect, respect, affect, effect. Chuỗi từ số 7, vần IVE. Ví dụ, tính từ trực tiếp, live. Từ này nếu là động từ sống, chúng ta đọc là live. Tính từ còn sống, chúng ta đọc là alive. Động từ lái xe, drive. Động từ đến, arrive. Động từ lặn, dive. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đọc lại. Live, alive, drive, arrive, dive. Live, alive, drive, arrive, dive. Live, alive, drive, arrive, dive. Chuỗi từ số 8, vần ISE. Vần này thông thường chúng ta sẽ đọc là eyes. Ví dụ động từ tăng lên, rise. Động từ làm ngạc nhiên, surprise. Danh từ doanh nghiệp, enterprise. Động từ phát sinh, arise. Tính từ thông minh, wise. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đọc lại. Rise, surprise, enterprise, arise, wise. Rise, surprise, enterprise, arise, wise.
rise, surprise, enterprise, arise, wise. Chuỗi từ số 9, vần URRY. Vần này thông thường chúng ta đọc là RRY. Ví dụ trong danh từ bột curry của Ấn Độ, chúng ta đọc là curry. Danh từ vội vàng, hurry. Danh từ bùn than, slurry. Tuy nhiên, trong hai tính từ LM, chúng ta lại đọc là blurry và tính từ làm bằng da thú, furry. Chúng ta cùng đọc lại. Curry, hurry, slurry, blurry, furry. Curry, hurry, slurry, blurry, furry. Curry, hurry, slurry, blurry, furry. Chuỗi từ cuối cùng, xin mời quý khán thính giả chúng ta đến với vần UNNY. Vần này chúng ta thường đọc là ANY, ví dụ trong tính từ vui vẻ, funny. Danh từ con thỏ, bunny. Tính từ nắng, sunny. Danh từ vải đay hoặc cói thường làm cái bị, gunny. Và tính từ quá lỏng, dễ chảy nước, chúng ta đọc là runny. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đọc lại. Funny, bunny, sunny, gunny, runny. Funny, bunny, sunny, gunny, runny. Funny, bunny, sunny, gunny, runny. Quý khán thính giả thân mến, trên đây là 50 từ cùng 10 vần thông dụng chúng ta thường nhìn thấy trong tiếng Anh. Quý khán thính giả hãy xem lại và đọc cho thuộc. Hãy trang bị cho mình những kiến thức về cách đọc các vần trong tiếng Anh. Hãy comment I want để nhận thêm các video về cách đọc vần và các từ vựng tiếp theo. Thank you for watching and goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Xin kính mời quý khán thính giả sẽ đến với 50 từ vựng tiếp theo và cách đọc các phụ âm trong các từ này. Chuỗi từ đầu tiên, chúng ta sẽ học cách phát âm chữ C. Ví dụ danh từ ô tô, chữ C chúng ta đọc là K. Car. Con mèo, cat. Động từ dọn dẹp, clean. Động từ đóng lại, close. Nhưng danh từ rạp chiếu phim, chữ C chúng ta lại phát âm là s, cinema. Chúng ta cùng đọc lại. Car, cat, clean, close, cinema. Car, cat, clean, close, cinema. Car, cat, clean, close, cinema. Chuỗi năm từ tiếp theo, chúng ta sẽ đọc phụ âm CH. Danh từ trường học, chữ CH chúng ta đọc là K. School. Danh từ dạ dày, stomach. Nhà hóa học, chemist. Danh từ kiến trúc sư, architect. Tuy nhiên, phụ âm CH trong danh từ đứa trẻ chúng ta lại phát âm là ch. Child.
Chúng ta cùng đọc lại. School, stomach, chemist, architect, child. School, stomach, chemist, architect, child. School, stomach, chemist, architect, child. Chuỗi từ số 3, chúng ta sẽ tập phát âm phụ âm H. Danh từ ngôi nhà, house. Danh từ con ngựa, horse. Danh từ sự giúp đỡ, help. Here, ở đây. Tuy nhiên, trong từ hour, giờ giấc, chúng ta sẽ lược phụ âm HD. Chúng ta cùng đọc lại. House, horse, help, here, hour. House, horse, help, here, hour. House, horse, help, here, hour. Chuỗi từ số 4, chúng ta sẽ học cách phát âm phụ âm Z, Z. Trong danh từ bánh pizza, ZZ được phát âm là pizza. Danh từ mưa phùn, drizzle. Động từ rì rầm, buzz. Danh từ bão tuyết, blizzard. Và danh từ câu đố, puzzle. Chúng ta cùng đọc lại. Pizza, drizzle, buzz, blizzard, puzzle. Pizza, drizzle, buzz, blizzard, puzzle. Pizza, drizzle, buzz, blizzard, puzzle. Chuỗi từ số 5, chúng ta sẽ học cách phát âm SS. Danh từ cái kéo, scissors. Danh từ bài học, lesson. Danh từ lớp học, class. Danh từ sứ mệnh, mission. Danh từ váy, dress. Cụm phụ âm SS. Trong từ sứ mệnh, chúng ta phải đọc cong lưỡi, mission. Và trong từ cái kéo, chúng ta sẽ đọc là z, scissors. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại. Scissors, lesson, class, mission, dress. Scissors, lesson, class, mission, dress. Scissors, lesson, class, mission, dress. Chuỗi từ số 6, chúng ta sẽ học cách phát âm của phụ âm SH. Danh từ thời trang, chúng ta đọc là fashion. Cong lưỡi chữ sh. Động từ rửa, wash. Danh từ tiền mặt, cash. Tính từ tươi, fresh. Tính từ ngắn, short. Chúng ta cùng đọc lại. Fashion, wash, cash, fresh, short.
fashion, wash, cash, fresh, short. Fashion, wash, cash, fresh, short. Chuỗi từ số 7, chúng ta sẽ học cách phát âm phụ âm G. Ví dụ trong tính từ tổng quát, chữ G đọc là J, general. Trong danh từ chỉ gen, chúng ta đọc là gene. Danh từ rác, garbage. Động từ đoán, guess. Và trạng từ lại, again. Chúng ta cùng đọc lại. General, gene, garbage, guess, again. General, gene, garbage, guess, again. General, gene, garbage, guess, again. Chuỗi từ số 8, chúng ta sẽ học cách phát âm của phụ âm W, phụ âm W. Ví dụ tính từ rộng lớn, wide. Tuy nhiên trong các từ tiếp theo, khi chữ W đi với chữ R, thì thông thường chúng ta sẽ bỏ chữ W đi. Ví dụ động từ viết, write. Động từ gói, wrap. Danh từ cổ tay, wrist. Và tính từ sai, wrong. Chúng ta cùng đọc lại. Wide, write, wrap, wrist, wrong. Wide, right, wrap, wrist, wrong. Wide, right, wrap, wrist, wrong. Chuỗi từ số 9, chúng ta sẽ học cách phát âm của phụ âm S trong các từ sau đây. TV, television. Chữ S chúng ta cong lưỡi. Television. 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 Trạng từ thông thường, usually. 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 Danh từ châu Á, Asia. 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 Danh từ tầm nhìn, vision. 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 Nhưng trong tính từ chắc chắn, chữ S, chúng ta đọc là sh. Và từ này, chúng ta đọc là sure. 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 Chuỗi từ cuối cùng, chúng ta sẽ học cách phát âm T. Ví dụ danh từ bức tranh, picture. Chữ T đọc là âm ch. Tương tự trong danh từ tương lai, future. Trong danh từ câu hỏi, question. Nhưng trong hai danh từ còn lại, chữ T chúng ta lại đọc là sh.
Ví dụ danh từ trạm, station. Danh từ hành động, action. Chúng ta cùng đọc lại. Picture, future, question, station, action. Picture, future, question, station, action. Picture, future, question, station, action. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 50 từ và cách đọc các phụ âm chứa trong các từ đó. Quý khán thính giả hãy comment I want để chờ đón thêm các video về từ vựng tiếp theo. Thank you for watching and goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, Mr. Định sẽ hướng dẫn cho quý khán thính giả cách ghép các từ đơn tạo thành một từ ghép dài hơn. Tuy nhiên, đây không phải là một quy tắc có thể giúp quý khán thính giả có thể ghép bất kỳ một từ ghép nào, mà đây là một phương pháp giúp quý khán thính giả có thể nhớ từ dễ hơn. Từ số 1, chúng ta có từ đơn air, air, air. Từ này có nghĩa là không khí hoặc là hàng không. Từ đơn thứ hai là port, port, port. Từ này có nghĩa là cảng. Khi ghép air và port, chúng ta được từ ghép airport. Trong từ ghép này, quý khán thính giả lưu ý, hãy đọc, nhấn mạnh vào từ air, airport, airport, airport. Từ số 2, chúng ta có từ đơn class, class, class. Từ này có nghĩa là lớp học. Từ đơn thứ hai, từ phòng, room, room, room. Hai từ này khi ghép lại với nhau, chúng ta được từ phòng học, classroom, classroom, classroom. Từ số 3, từ food, food, food. Bàn chân và từ quả bóng chắc chắn quý khán thính giả đã biết. Ball, ball, ball. Và hai từ này khi ghép lại với nhau chúng ta được từ football, football, football. Bóng đá. Quý khán thính giả hãy nhớ đọc từ foot lớn hơn từ ball, football. Chúng ta sang từ số 4. Chúng ta có từ đơn tóc là hair, hair, hair. Và từ thợ tỉa, dresser, dresser, dresser. Hai từ này ghép lại với nhau chúng ta được từ thợ cắt tóc, hairdresser. Chúng ta đọc từ hair cao hơn từ dresser, hairdresser, hairdresser.
Hairdresser. Hairdresser. Từ số 5, chúng ta có từ girl. 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 Con gái. Và từ friend. 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 Bạn. Hai từ này ghép lại với nhau chúng ta được từ girlfriend. 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 Bạn gái. Tương tự như từ trên, chúng ta có từ bạn trai được ghép bởi hai từ boy, con trai, boy, và từ bạn friend, boyfriend. 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 Từ số 7, chúng ta có từ đơn news. 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 Tin tức. Và từ paper. 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 Giấy. Và giấy để in tin tức chúng ta gọi là tờ báo. Từ này chúng ta đọc là newspaper. 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 Từ số 8. Chúng ta có từ đơn số 1. Bath. 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 Từ này có nghĩa là tắm. Và từ đơn số 2. Room. Room. Đây là phòng. Hai từ này ghép lại với nhau chúng ta được từ phòng tắm. Bathroom. 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 Mọi người chú ý đọc từ bath to hơn từ room. Bathroom. Từ số 9, chúng ta có từ thanh sắt là rail. 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 Và từ đường, way, way, way. Hai từ này ghép lại với nhau chúng ta được từ đường sắt, railway. 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 Cũng xuất phát từ từ đường sắt railway, chúng ta có thêm một từ đơn nữa, đó là station. 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 Từ này có nghĩa là trạm. Khi ghép railway với station, chúng ta được từ ghép nhà ga đường sắt. Railway station. Railway station. Railway station. Railway station. Quý khán thính giả thân mến, trên đây là 30 từ xuất phát và liên quan tới nhau. Hy vọng
đã giúp cho quý khán thính giả có được cái nhìn khác về cách học và nhớ từ trong tiếng Anh. Hãy comment I want để nhận thêm các video về cách nhớ từ vựng tiếp theo. Thank you very much. And goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi học 30 từ vựng thông dụng. Từ số 1, chúng ta có từ đơn đầu tiên là had. 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 Từ này có nghĩa là đầu. Và từ đơn thứ hai là ache. 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 Từ này có nghĩa là đau, danh từ. Hai từ này khi đi với nhau tạo thành một từ ghép có nghĩa là đau đầu. Headache. 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 Từ số 2, chúng ta có từ đơn tooth. 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 Đây là một danh từ có nghĩa là răng, số ít. Và từ đơn thứ hai vẫn là từ ache, đau. Hai từ đơn này ghép với nhau tạo thành danh từ đau răng, toothache. 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 Từ số 3, back. 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 Đây là một danh từ có nghĩa là lưng. Và khi ghép với từ ache, tạo thành một danh từ đau lưng. Backache. 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 Từ số 4, chúng ta có danh từ bụng, stomach. 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 Khi ghép với từ ache, đau, sẽ cho ra một danh từ ghép đau bụng, stomachache. 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 Từ số 5, danh từ tea. 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 Từ này có nghĩa là trà. Và danh từ pot. 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 Danh từ này có nghĩa là ấm. Và hai từ này ghép với nhau tạo từ ấm trà. Teapot. 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 Teapot.
Danh từ số 6. The motor. 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 Từ này có nghĩa là động cơ. Từ đơn thứ 2. Xe đạp. Bike. 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 Tạo thành một từ ghép. Motorbike. 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 Xe máy. Từ số 7. Sun. 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 Mặt trời. Từ này ghép với từ flower. 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 Bông hoa sẽ cho ra loài hoa hướng dương, sunflower. 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 Từ số 8. Cross. 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 Danh từ dấu chữ thập. Danh từ đơn thứ 2 con đường road. 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 Dấu chữ thập ghép với con đường sẽ cho ra một danh từ ghép ngã tư hoặc giao lộ. Crossroad. 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 Từ số 9. Basket. 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 Đây là một danh từ có nghĩa là cái giỏ. Và từ quả bóng chắc chắn quý khán thính giả đã biết. Ball. Hai từ này ghép với nhau. Basketball. 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 Sẽ cho ra một danh từ mang nghĩa là bóng rổ. Basketball. Basketball. Danh từ cuối cùng. Pass. 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 Giấy thông hành. Port. 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 Cảng. Giấy thông hành ghép với cảng cho ra danh từ ghép hộ chiếu và chúng ta đọc là passport. 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 Quý khán thính giả thân mến, trên đây là 30 từ thông dụng tiếp theo hay sử dụng trong đời sống hàng ngày.
Quý khán thính giả hãy comment I want để nhận thêm các video mới về từ vựng tiếp theo. Thank you for watching and goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi học 10 từ ghép được tạo bởi 20 từ đơn. Từ ghép số 1 có nghĩa là pháo hoa. Trong tiếng Anh, chúng ta đọc là fireworks. 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 Từ fireworks được tạo bởi hai từ đơn, đó là từ fire. 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 Ngọn lửa. Và từ thứ hai là từ works. 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 Từ này có nghĩa là tác phẩm hoặc công trình. Như vậy, ngọn lửa ghép với tác phẩm tạo thành pháo hoa. Fireworks. Từ số 2 chúng ta học đó là từ dấu chân. Footprint. 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 Đây là một từ ghép được tạo bởi hai từ đơn. Từ đơn thứ nhất, foot. 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 Bàn chân. Và từ print. Print. Một danh từ, dấu vết. Và động từ có nghĩa là in ấn. Footprint. Footprint. Từ ghép số 3, con bướm, butterfly. 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 Từ ghép này được tạo bởi hai từ đơn. Từ đơn thứ nhất, butter. 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 Bơ. Và từ thứ hai, fly. 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 Danh từ, con ruồi. Còn nếu là động từ, có nghĩa là bay. Vậy butterfly ghép lại thành con bướm. Từ tiếp theo, firefly. 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 Con đom đóm. Từ này được tạo bởi hai từ đơn. Như quý khán thính giả đã biết, fire có nghĩa là ngọn lửa. Và fly là con ruồi. Con ruồi phát ra ánh sáng, gọi là con đom đóm. Firefly. 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 Từ số 5, xương sống, backbone. 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 Từ này được ghép bởi hai từ đơn. Từ đơn thứ nhất, back. Back.
back, lưng, và từ đơn thứ hai, bone. Bone. Bone, xương, backbone. 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 Từ số 6, động đất, earthquake. 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 Từ này được ghép bởi hai từ đơn earth. 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 Trái đất và quake. 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 Danh từ sự run rẩy. Như vậy, run rẩy trái đất thì chúng ta gọi là động đất, earthquake. Từ số 7, tính từ làm bằng tay, handmade. 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 Đây là một tính từ ghép được tạo bởi hai từ đơn. Từ đơn số 1, hand. 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 Bàn tay, danh từ. Và made. 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 Đây là một quá khứ phân từ của động từ make, có nghĩa là tạo ra. Và handmade, làm bằng tay, tính từ. Từ số 8, không người nào hoặc không ai, nobody. 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 Từ này dễ nhận thấy được ghép bởi hai từ đơn, đó là từ no, không, và từ body. 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 Cơ thể. Nobody. Không ai. Nobody. Nobody. Từ số 9, người nào đó, một ai đó, somebody. 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 Đây là một từ được ghép bởi hai từ đơn, đó là từ some. Some, một vài, và từ body, cơ thể. Somebody, người nào đó. Somebody. Somebody. Và từ số 10, anybody. 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 Bất kỳ ai. Đây là một từ ghép bởi hai từ đơn. Any. Any. Bất kỳ. Và từ body. Cơ thể. Anybody. Anybody.
Quý khán thính giả thân mến, trên đây là 10 từ ghép được tạo bởi 20 từ đơn. Như vậy chúng ta đã thuộc 30 từ tiếp theo. Quý khán thính giả hãy comment I want để nhận thêm video về từ vựng tiếp theo. Thank you for watching and goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học 10 từ ghép được tạo bởi 20 từ đơn. Từ ghép số 1. Because. 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 Đây là một từ ghép được ghép bởi 2 từ đơn. Thứ nhất là từ be. Be. Đây là một động từ có nghĩa là hoặc ở. Và từ đơn thứ hai, cause. 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 Đây là một động từ có nghĩa là gây ra. Và từ because, chúng ta đọc cause thành cause. Because. Because. Bởi vì. Từ số 2. Chúng ta có từ đơn số 1. After. 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 Đây là một giới từ có nghĩa là sau. Và từ đơn thứ 2, một danh từ. Noon. 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 Từ này có nghĩa là buổi trưa. Và after đi với noon tạo thành buổi chiều. Afternoon. 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 Từ số 3 được ghép bởi 2 từ đơn số 1, honey. Honey. Honey, mật ong. Và từ đơn thứ 2, mặt trăng, moon. 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 Hai từ này ghép với nhau tạo thành từ honeymoon. 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 Trăng mật. Đây là một từ thường dành cho các đôi mới cưới. Từ số 4. Được tạo bởi 2 từ đơn. Từ đơn số 1, see. 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 Từ này là một danh từ có nghĩa là biển. Và từ đơn thứ 2, shore. 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 Đây cũng là một danh từ có nghĩa là bờ. Sea ghép với shore tạo thành seashore. Seashore. Seashore, bờ biển. Từ thứ 5 được ghép bởi 2 từ đơn. Từ đơn số 1, tooth. 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 Từ này có nghĩa là răng, chúng ta đã học trong bài trước. Từ đơn thứ 2, pick. 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 Đây là một động từ có nghĩa là nhặt. Khi tooth
ghép với pick không phải là nhặt răng, mà toothpick là cái tăm. Toothpick. 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 Từ số 6 được ghép bởi hai từ đơn. Từ đơn số 1, baby. Như chúng ta đã biết, nghĩa là đứa bé. Baby. Baby. Và từ đơn thứ 2, sitter. 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 Có nghĩa là người ngồi, một danh từ. Khi baby đi với sitter, chúng ta được từ babysitter. 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 Người trông trẻ. Từ số 7 được ghép bởi hai từ đơn. Từ đơn số 1, home. 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 Từ này có nghĩa là nhà. Và từ town. 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 Từ này có nghĩa là thị trấn. Và home đi với town tạo thành quê hương. Hometown. 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 Từ tiếp theo được ghép bởi hai từ weak. 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 Đây là một danh từ có nghĩa là tuần. Và từ đơn thứ hai, end. 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 Một danh từ kết thúc. Week đi với end tạo thành weekend. 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 Cuối tuần. Từ số 9 được ghép bởi hai từ some, 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 một cái gì đó, và where, where, where. Đây là một từ dùng để hỏi về nơi chốn, có nghĩa là nơi nào, và somewhere, 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 nơi nào đó. Từ số 10 cũng ghép với từ some, nhưng từ đơn thứ hai lại là từ thing. 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 Vật. Và something. 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 Một cái gì đó. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 30 từ tiếp theo trong video này. Quý khán thính giả hãy comment để nhận thêm các video về từ vựng tiếp theo. Thank you for watching and goodbye.
Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học 30 từ vựng. Từ đầu tiên trong bài hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với tính từ caustic. 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 Từ này có nghĩa là say xe. Ví dụ, I'm caustic. I'm caustic. I'm caustic. Đây là một tính từ được ghép bởi hai từ đơn. Từ đơn số 1, car. Car. Ô tô. Và từ đơn thứ hai, sick, ốm. Caustic. Caustic. Chúng ta cùng sang từ số 2. Đây cũng là một tính từ, homesick. 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 Có nghĩa là nhớ nhà. Ví dụ, I'm homesick. I'm homesick. I'm homesick. Tôi nhớ nhà. Đây cũng là một tính từ được ghép bởi hai từ đơn. Từ đơn đầu tiên, home. Home. Nhà, danh từ. Và từ đơn thứ hai, sick, tính từ, ốm. Homesick. Từ số 3, chúng ta có danh từ tình yêu, love. 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 Và tính từ ốm, sick. Hai từ này ghép với nhau sẽ cho ra một tính từ ghép, love sick. Love sick. Love sick. Có nghĩa là thất tình. Ví dụ, he's love sick. He's love sick. He's love sick. Anh ta đang thất tình đấy. Từ số 4 được ghép bởi hai từ đơn số 1, life. 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 Danh từ có nghĩa là cuộc sống. Và từ đơn thứ hai cũng là một danh từ, boat. 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 Thuyền. Hai từ đơn này ghép với nhau được một danh từ, lifeboat. Lifeboat.
Lifeboat. Danh từ này có nghĩa là xuồng cứu hộ. Ví dụ, we have a lifeboat. Chúng tôi có một xuồng cứu hộ. Danh từ số 5 được ghép bởi hai từ đơn. Từ đơn số 1, back. 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 Lưng. Và từ đơn số 2, pack. 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 Túi đeo. Hai từ này ghép với nhau tạo thành một danh từ backpack. 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 Ba lô. Ví dụ, I have a backpack. I have a backpack. I have a backpack. Từ số 6 được ghép bởi hai từ đơn. Từ đơn số 1, sun. 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 Mặt trời. Và từ đơn số 2, bathe. 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 Đây là một động từ có nghĩa là tắm. Hai từ này ghép với nhau cho ra một động từ có nghĩa là tắm nắng. Sunbathe. 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 Ví dụ, he wants to sunbathe on the beach. He wants to sunbathe on the beach. Anh ta muốn tắm nắng trên bãi biển. Từ số 7 được ghép bởi hai từ dead. 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 Đây là một tính từ có nghĩa là chết. Và line, một danh từ, đường thẳng. Hai từ này ghép với nhau cho ra một danh từ deadline. 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 Có nghĩa là hạn cuối cùng. Ví dụ, your deadline is tomorrow. Your deadline is tomorrow. Your deadline is tomorrow. Hạn cuối cùng của bạn là vào ngày mai. Từ số 8 được ghép bởi hai từ đơn. Từ đơn số 1, black. Black. Đây là màu đen. Và từ đơn thứ 2, male. 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 Danh từ, thư từ. Hai từ này ghép với nhau cho ra một động từ có nghĩa là tống tiền. Blackmail.
Blackmail. Blackmail. Ví dụ, they used the photos to blackmail him. They used the photos to blackmail him. They used the photos to blackmail him. Họ sử dụng những bức ảnh này để tống tiền anh ta. Từ số 9, một từ ghép được ghép bởi hai từ black màu đen như chúng ta đã học vừa nãy và từ list, đây là một danh từ có nghĩa là danh sách. Hai từ này ghép với nhau tạo thành blacklist. 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 Danh sách đen, ví dụ. They put his name on the blacklist. They put his name on the blacklist. They put his name on the blacklist. Họ đặt tên anh ta vào danh sách đen. Từ số 10 rất quen thuộc đó là từ notebook. 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 Danh từ vở ghi. Đây là một danh từ được ghép bởi hai từ đơn số 1, note. 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 Là một động từ, có nghĩa là ghi chép. Và từ đơn thứ hai, book, sách. Ví dụ, every pupil has a notebook. Every pupil has a notebook. Mỗi học sinh đều phải có vở. Quý khán thính giả thân mến, trên đây là 30 từ thông dụng và cách phát âm. Quý khán thính giả hãy comment I want để nhận thêm các video về từ vựng tiếp theo. Thank you for watching and goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi học 10 từ ghép được hình thành bởi 20 từ đơn. Từ ghép số 1, sidewalk. 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 Từ này có nghĩa là vỉa hè, được ghép bởi hai từ đơn, side. Side. Danh từ, cạnh và walk. Walk. Động từ đi bộ. Từ này hay được dùng ở Mỹ. Ví dụ, sidewalk is used in the US. Sidewalk is used in the US. Sidewalk is used in the US. Từ tiếp theo, tính từ, chống nước, waterproof. 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 Tính từ này được hình thành bởi từ đơn số 1, danh từ nước, water. Water. Và tính từ chống lại, proof. Proof. Ví dụ, my watch is waterproof.
My watch is waterproof. My watch is waterproof. Từ tiếp theo, password. 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 Mật khẩu. Từ này được hình thành bởi hai từ pass. Pass. Động từ vượt qua và word. Word. Danh từ có nghĩa là từ. Password. Ví dụ, bạn phải có mật khẩu để khởi động chiếc điện thoại này. You must have a password to start the phone. You must have a password to start the phone. You must have a password to start the phone. Từ tiếp theo, động từ tán tỉnh, sweetheart. 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 Đây là một động từ được ghép bởi hai từ đơn, sweet. Sweet. Tính từ ngọt ngào và hot. Hot. Danh từ trái tim. Ví dụ, anh ấy đang tán tỉnh cô ấy. He is sweethearting her. He is sweethearting her. He is sweethearting her. Từ tiếp theo, giọt mưa, raindrop. 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 Đây là một danh từ được ghép bởi hai từ đơn rain. Rain. Mưa và drop. Drop. Giọt. Ví dụ, there are some rain drops on your hair. There are some rain drops on your hair. There are some rain drops on your hair. Trên mái tóc của bạn dính vài giọt mưa. Từ tiếp theo, danh từ chậm lại, slow down. Slow down. Slow down. Đây là một danh từ được ghép bởi slow. Slow. Tính từ chậm và down, giới từ xuống. Slow down. Ví dụ, we should make her production slow down. We should make her production slow down. We should make her production slow down. Chúng ta nên sản xuất chậm lại. Từ tiếp theo, áo mưa, danh từ raincoat. 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 Từ này được ghép bởi hai danh từ đơn, rain là mưa và coat, áo khoác. Ví dụ, take a raincoat or you will get wet. Take a raincoat
or you will get wet. Take a raincoat, or you will get wet. Hãy cầm lấy áo mưa, hoặc là bạn sẽ bị ướt. Từ tiếp theo, bodyguard. 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 Đây là một danh từ có nghĩa là vệ sĩ, được ghép bởi hai danh từ đơn body, cơ thể, và guard, người bảo vệ. Ví dụ, a person like her should have a bodyguard. A person like her should have a bodyguard. A person like her should have a bodyguard. Người như cô ấy cần phải có một vệ sĩ. Doorman. 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 Người gác cửa. Đây là một danh từ được ghép bởi hai danh từ đơn door, cánh cửa, và man, người. Chúng ta đọc là doorman. Ví dụ, he's a doorman at a hotel. He's a doorman at a hotel. He's a doorman at a hotel. Anh ta là một người gác cửa ở khách sạn. Từ cuối cùng, handbook. 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 Sổ tay. Đây là một danh từ được ghép bởi hai danh từ đơn hand, bàn tay, và book, cuốn sách. Ví dụ, a handbook is sometimes helpful to note new words you see. A handbook is sometimes helpful to note new words you see. A handbook is sometimes helpful to note new words you see. Cuốn sổ tay đôi khi rất hữu ích để bạn ghi chép lại những từ mới mà bạn nhìn thấy. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 30 từ tiếp theo trong chuỗi 1000 từ vựng của Mr. Định. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Thank you and goodbye. Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi học 10 từ ghép được hình thành bởi 20 từ đơn. Từ số 1, chúng ta có từ egg. 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 Quả trứng, và từ plant. 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 Thực vật. Khi từ egg ghép với từ plant, chúng ta được một danh từ ghép. Eggplant. 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 Quả cà tím. Ví dụ, I like eating eggplant. I like eating eggplant.
I like eating eggplant. Tôi thích ăn quả cà tím. Từ số 2, nếu chúng ta ghép từ I con mắt với từ brow bờ thì chúng ta được từ eyebrow lông mày, ví dụ I like your eyebrows. Tôi thích cặp lông mày của bạn. Từ số 3, khi chúng ta ghép từ fire lửa với từ man, người, sẽ tạo thành từ fireman lính cứu hỏa, ví dụ he's the fireman anh ấy là một người lính cứu hỏa. Từ số 4, nếu chúng ta ghép từ night ban đêm với từ mare con ngựa cái thì chúng ta sẽ được Nightmare có nghĩa là cơn ác mộng. Ví dụ, I had a nightmare last night. I had a nightmare last night. Đêm qua tôi đã gặp một cơn ác mộng. Từ số 5, nếu chúng ta ghép từ bed giường với từ time, thời gian, thì chúng ta sẽ được từ bedtime giờ đi ngủ. Ví dụ, It's bedtime. Đến giờ đi ngủ rồi. Từ tiếp theo, nếu chúng ta ghép từ break
break, danh từ giờ nghỉ với từ fast. 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 Nhanh thì chúng ta được một danh từ là breakfast. 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 Bữa ăn sáng. Ví dụ, I have breakfast at 6 a.m. I have breakfast at 6 a.m. Tôi ăn sáng vào lúc 6 giờ. Từ số 7, nếu chúng ta ghép từ breathe. 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 Tính từ ngắn gọn với từ case. 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 Danh từ hòm thì chúng ta được từ briefcase. 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 Có nghĩa là chiếc cặp đựng tài liệu. Ví dụ, I don't remember where I put my briefcase. I don't remember where I put my briefcase. Tôi không thể nhớ được tôi đã để chiếc cặp đựng tài liệu của tôi ở đâu. Từ số 8. Nếu chúng ta ghép từ suit. 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 Bộ quần áo với từ case, danh từ hòm, chúng ta được danh từ suitcase. 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 Chiếc vali. Ví dụ, I bought a new suitcase. I bought a new suitcase. I bought a new suitcase. Tôi đã mua một chiếc vali mới. Từ số 9, brain. 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 Danh từ, bộ não. Nếu chúng ta ghép từ brain với từ storm. 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 Cơn bão thì chúng ta được một danh từ ghép brainstorm. 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 Đây là một động từ có nghĩa là động não suy nghĩ. Ví dụ, let's brainstorm together. Let's brainstorm together. Let's brainstorm together. Chúng ta hãy cùng động não suy nghĩ.
Từ cuối cùng trong bài hôm nay, nếu chúng ta ghép danh từ grape. 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 Quả nho với từ fruit. 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 Danh từ quả, chúng ta được danh từ ghép grapefruit. 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 Quả bưởi. Ví dụ, grapefruits are specialty in my hometown. Grapefruits are specialty in my hometown. Grapefruits are specialty in my hometown. Quả bưởi là đặc sản ở quê hương tôi. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 30 từ tiếp theo Mr. Định muốn chia sẻ với quý khán thính giả. Quý khán thính giả hãy comment I want để nhận thêm các video tiếp theo. Thank you for watching and goodbye. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với video thứ 225 của tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Quý khán thính giả thân mến, trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi học 10 từ ghép được hình thành bởi 20 từ đơn thông dụng. Từ số 1, như chúng ta đã biết, ô tô chúng ta đọc là car. 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 Và pet là con thú cưng. Đây là hai danh từ. Khi ghép hai danh từ này lại với nhau, chúng ta tạo thành một danh từ ghép carpet. 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 Có nghĩa là tấm thảm. Ví dụ, there's a carpet on the floor. There's a carpet on the floor. Trên sàn nhà có một tấm thảm. Từ số 2. Dragon. 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 Danh từ con rồng. Và trong bài trước chúng ta đã học danh từ con ruồi là fly. Khi ghép con rồng với con ruồi, chúng ta được từ dragonfly. 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 Con chuồn chuồn. Ví dụ, there are lots of dragonflies in the sky. There are lots of dragonflies in the sky. There are lots of dragonflies in the sky. Trên bầu trời có rất nhiều con chuồn chuồn. Từ số 3, như chúng ta đã biết, book có nghĩa là sách, danh từ. Và shelf. Shelf. Shelf.
giá treo. Hai từ này ghép với nhau được một danh từ ghép, bookshelf. 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 Giá sách. Ví dụ, there are no books on the bookshelf. There are no books on the bookshelf. There are no books on the bookshelf. Trên giá sách chẳng có cuốn sách nào. Từ số 4. Chúng ta có danh từ cup. Cup. Chiếc cốc và danh từ board. 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 Cái bảng. Khi chúng ta ghép cup và board, chúng ta được danh từ ghép cupboard. 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 Đây là một chiếc tủ đựng cốc. Ví dụ, there is a cupboard in the kitchen. There is a cupboard in the kitchen. Trong bếp có một cái tủ đựng cốc. Từ số 5. Chop. 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 Đây là một động từ có nghĩa là chặt. Và stick. 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 Danh từ cái gậy. Khi mang chop ghép với stick, chúng ta được một danh từ ghép chopstick. 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 Nhưng lại mang nghĩa là chiếc đũa, chứ không phải là chặt cây gậy. Chopstick. Ví dụ, we use chopsticks to eat rice. We use chopsticks to eat rice. We use chopsticks to eat rice. Chúng tôi sử dụng đũa để ăn cơm. Từ số 6. Class. 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 Lớp học. Và danh từ mate. 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 Là bạn. Khi ghép lớp học với bạn, chúng ta được một danh từ ghép. Classmate. 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 Từ này có nghĩa là bạn cùng lớp. Ví dụ, he's my classmate.
He's my classmate. He's my classmate. Anh ta là bạn cùng lớp với tôi. Từ số 7. Ear. 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 Cái tai. Danh từ. Và ring, chiếc nhẫn, cũng là danh từ. Khi mang cái tai ghép với chiếc nhẫn, chúng ta được từ earring. 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 Chiếc khuyên tai. Ví dụ, she's wearing nice earrings. She's wearing nice earrings. She's wearing nice earrings. Cô ấy đang đeo một đôi khuyên tai rất đẹp. Từ số 8. Danh từ. Hand. 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 Danh từ bàn tay và cuff. 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 Danh từ cổ tay áo. Hai từ này ghép với nhau cho ra một dụng cụ, cái còng số 8. Handcuff. 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 Từ số 9. Heart. 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 Trái tim. Danh từ. Và beat. 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 Nhịp đập, danh từ. Hai từ này ghép với nhau tạo thành heartbeat. 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 Nhịp tim. Ví dụ. Ví dụ, her heartbeat is really fast. Her heartbeat is really fast. Her heartbeat is really fast. Nhịp tim của cô ấy thực sự nhanh. Từ cuối cùng, chúng ta có danh từ battle. 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 Trận đánh và field. Cánh đồng. Khi mang trận đánh ghép với cánh đồng, chúng ta được danh từ ghép battlefield. Battlefield. Battlefield.
chiến trường. Ví dụ, your room looks like a battlefield. Your room looks like a battlefield. Your room looks like a battlefield. Cái phòng của anh nhìn giống như một bãi chiến trường. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 30 từ tiếp theo. Hy vọng sẽ tăng khả năng nhớ từ vựng của quý khán thính giả. Thank you for watching and goodbye. Quý khán thính giả đừng quên comment I want để nhận thêm các video tiếp theo. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với video thứ 226 của tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Quý khán thính giả thân mến, để nâng cao từ vựng cho quý khán thính giả, trong video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi học 10 từ vựng thông dụng hay ghép với tiền tố for. Xin bật mí với quý khán thính giả rằng tiền tố for có nghĩa là trước. Và từ đầu tiên, cast. 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 Cast là động từ và cũng là danh từ, nếu trong điện ảnh có nghĩa là phân vai, còn nghĩa gốc của nó có nghĩa là nhìn. Khi ghép với tiền tố for, chúng ta được động từ ghép forecast. 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 Dự báo, và đây cũng là một danh từ. Sự dự báo, ví dụ, I watch the weather forecast on TV every day. I watch the weather forecast on TV every day. Hàng ngày tôi xem bản dự báo thời tiết trên TV. Từ số 2, see. 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 Động từ nhìn thấy, ghép với tiền tố for, chúng ta được một động từ foresee. 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 Nhìn thấy trước. Ví dụ, we can foresee this result easily. We can foresee this result easily. We can foresee this result easily. Chúng ta có thể nhìn thấy trước kết quả này một cách dễ dàng. Từ số 3, hay ghép với tiền tố for, đó là danh từ had. 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 Đầu. Và từ ghép được, chúng ta được một danh từ for it. For it. For it. Chán. Từ này chúng ta cũng có thể đọc là forehead. Ví dụ, clean some sweat on your forehead. Clean some sweat on your forehead.
clean some sweat on your forehead. Hãy lau những giọt mồ hôi trên trán của bạn đi. Từ số 4 hay ghép với tiền tố for, đó là một tính từ, most. 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 Đây là tính từ so sánh nhất của much, nhiều. Và chúng ta được một tính từ ghép, foremost. 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 Quan trọng trên hết. Ví dụ, học tiếng Anh là một nhiệm vụ quan trọng hơn hết của tôi vào lúc này. Learning English is my foremost task now. Learning English is my foremost task now. Từ số 5, ghép với tiền tố for, đó là arm. 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 Cánh tay, danh từ. Khi ghép với tiền tố for, chúng ta được một danh từ ghép forearm. 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 Cẳng tay. Ví dụ, I have got a pain on my forearm. I have got a pain on my forearm. I have got a pain on my forearm. Tôi bị đau ở cẳng tay. Từ số 6, động từ tell. 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 Kể bảo hay ghép với tiền tố for cho ra một động từ ghép là foretell. 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 Nói trước. Ví dụ, anh ta có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. He can foretell what's going to happen in the future. He can foretell what's going to happen in the future. He can foretell what's going to happen in the future. Từ số 7, hay ghép với tiền tố for, đó là danh từ foot. 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 Bàn chân. Và chúng ta được một danh từ ghép là forefoot. Forefoot. Chân trước của động vật. Ví dụ,
One forefoot of my dog is broken. One forefoot of my dog is broken. One forefoot of my dog is broken. Một chiếc chân trước của con chó của tôi bị gãy. Từ số 8. Từ ever. Từ ever. Từ ever. Nghĩa là đã từng. Ghép với tiền tố for, chúng ta được một trạng từ forever. 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 Mãi mãi. Ví dụ, goodbye forever. Goodbye forever. Goodbye forever. Vĩnh biệt. Từ số 9, danh từ pot. 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 Phần ghép với tiền tố for, chúng ta được từ for a pot. For a pot. For a pot. Một danh từ có nghĩa là phần đầu hoặc phần trước. Ví dụ, I don't like the for a pot of the story. I don't like the for a pot of the story. I don't like the for part of the story. Tôi không thích phần đầu của câu chuyện. Và từ cuối cùng, từ số 10, danh từ father. 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 Cha, hay ghép với tiền tố for được một danh từ ghép forefather. 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 Có nghĩa là tổ tiên. Ví dụ, we must worship our forefathers. We must worship our forefathers. We must worship our forefathers. Chúng ta phải thờ cúng tổ tiên của chúng ta. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 10 từ thông dụng hay ghép với tiền tố for. Quý khán thính giả hãy comment I want để nhận thêm các video tiếp theo. Thank you for watching and goodbye. Trong bài học hôm nay, Mr. Định xin hướng dẫn và chia sẻ quý khán thính giả một phương pháp học từ vựng siêu nhanh, siêu dễ nhớ. Đó chính là xét các cặp từ có cùng vần và chỉ khác nhau một phụ âm đầu tiên. Ví dụ cặp từ đầu tiên, chúng ta có từ monkey. Monkey, nếu thay phụ âm đầu M bằng chữ D.
thì chúng ta được từ donkey, donkey, monkey, chúng ta biết là con khỉ, và donkey là con lừa. Monkey, donkey. Cụm từ số 2, goat, goat, con dê. Nếu thay chữ G bằng chữ B, chúng ta được từ mới là boat, boat, cái thuyền. Goat, boat. Cặp từ số 3, car, xe hơi. Nếu thay chữ C bằng chữ F, far, có nghĩa là xa, một tính từ. Car, far. Cặp từ số 4, house, house, căn nhà. Nếu thay chữ H bằng chữ M, chúng ta được từ con chuột, mouse, mouse, house, mouse. Cặp từ số 5, hear, hear, nghe thấy, động từ. Nếu thay chữ H bằng chữ F, chúng ta được danh từ fear, fear, sự sợ hãi. Hear, fear. Cặp từ số 6, cold, cold, tính từ lạnh. Nếu thay chữ C bằng chữ G, chúng ta được danh từ gold, gold, vàng. Cold, gold. Cặp từ số 7, glass, glass, cái ly. Nếu thay chữ G bằng chữ C, chúng ta được từ lớp, lớp học. Class, class, glass, class. Cặp từ số 8, big, big, tính từ to lớn. Nếu thay chữ B bằng chữ P, chúng ta được danh từ con lợn, pig, pig, big pig. Cặp từ số 9, back, back, danh từ lưng. Nếu thay chữ B bằng chữ P, chúng ta được động từ đóng gói, pack, pack, back, pack. Cặp từ số 10, mind, mind, danh từ có nghĩa là tư duy hoặc phiền. Nếu là động từ, nếu thay M bằng F, chúng ta được động từ tìm thấy, find, find, mind, find. Cặp từ số 11, rose, rose, bông hoa hồng. Nếu thay R bằng N, chúng ta được danh từ mũi, nose, nose, rose, nose. Cặp từ số 12, sit, sit, động từ ngồi. Nếu thay S bằng F, chúng ta được từ fit, fit, tính từ khỏe. Cặp từ số 13, call, call. Danh từ và động từ đều có nghĩa là gọi điện thoại. Nếu thay chữ C bằng chữ T, chúng ta được tính từ tall, tall là cao. Call, tall.
Cặp từ số 14, heat, heat, danh từ, nhiệt, sức nóng. Nếu thay H bằng S, chúng ta được danh từ seat, seat, chỗ ngồi, heat, seat. Cặp từ số 15, boy, boy, cậu bé, danh từ. Nếu thay be bằng t, chúng ta được toy, toy, đồ chơi. Boy, toy. Cặp từ số 16, give, give, động từ cho. Nếu thay G bằng L, chúng ta được live, live, động từ sống, give, live. Cặp từ số 17, few, few, một vài. Nếu thay F bằng N, chúng ta được new, new, tính từ mới, few, new. Cặp từ số 18, know, know, động từ biết. Nếu thay K bằng S, chúng ta được danh từ tuyết là snow, snow, know, snow. Cặp từ số 19, fine, fine, danh từ hình phạt hoặc tính từ là ổn. Nếu thay F bằng N, chúng ta được nine, nine, số 9, fine, nine. Cặp từ số 20, sun, sun, là mặt trời. Nếu thay S bằng F, chúng ta được danh từ fun, fun, là niềm vui, sun, fun. Cặp từ 21, song, song, bài hát. Nếu thay S bằng L, chúng ta được long, long, tính từ dài, song, long. Cặp từ 22, mind, mind, động từ khuyết thiếu mang nghĩa là có lẽ. Nếu thay M bằng N, chúng ta được danh từ night, night, ban đêm, mind, night. Cặp từ số 23, cough, cough, danh từ con bê. Nếu thay C bằng H, chúng ta được half, half, một nửa, cough, half. Cặp từ số 24, gate, gate, cánh cổng. Nếu thay G bằng M, chúng ta được danh từ mate, mate, có nghĩa là người bạn, gate, mate. Và cặp từ số 25, feel, feel, động từ cảm thấy. Nếu thay F bằng H, chúng ta được danh từ gót chân, heel, heel, feel, heel. Quý khán thính giả thân mến, trong bài học hôm nay, Mr. Định xin tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm
10 phút chúng ta sẽ học được 50 từ vựng một cách dễ dàng, thoải mái và nhớ lâu nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học những từ dài hơn, cấp độ khó hơn. Và để hình thành những từ mới, chúng ta chỉ cần thêm một tiền tố, đó là từ under. Từ under, nếu đứng một mình, từ loại của nó là giới từ, có nghĩa là ở dưới. Under. Ví dụ đầu tiên, chúng ta có động từ understand. Understand được hình thành từ under và từ stand. Stand có nghĩa là đứng. Understand không phải là đứng dưới, mà nó có nghĩa là hiểu. Understand. Từ số 2, underground. Underground có nghĩa là tàu điện ngầm. Từ này được hình thành bởi tiền tố under và ground. Ground là danh từ, có nghĩa là mặt đất. Underground là dưới mặt đất. Nhưng nghĩa của từ underground lại chỉ một phương tiện chạy dưới lòng đất, tàu điện ngầm. Underground. Từ số 3, underline. Underline. Gạch chân, đây là một động từ. Động từ này được hình thành từ tiền tố under, ghép với từ line. Line là danh từ, có nghĩa là dòng kẻ. Và dòng kẻ ở dưới, có nghĩa là gạch chân, một động từ, underline. Từ số 4, undersea. Undersea, một tính từ, ở dưới biển. Chúng ta chắc đã biết danh từ sea có nghĩa là biển cả. Và undersea là tính từ ở dưới biển. Từ số 5, undergo. Undergo. Từ này có nghĩa là trải qua hoặc chịu đựng, một động từ. Được ghép bởi tiền tố under và động từ go. Undergo. Từ số 6, underwater. Underwater, ở dưới nước, một tính từ. Nhìn vào từ này chúng ta dễ nhận thấy under ghép với từ water, nước, ở dưới nước. Underwater. Từ số 7, underwear. Underwear, đồ lót. Từ này là một danh từ được ghép bởi under và động từ wear, mặc. Underwear. Từ số 8, undertake. Undertake có nghĩa là đảm nhận một công việc hoặc một vị trí nào đó, một động từ. Động từ này được ghép bởi tiền tố under và động từ take, cầm nắm. Undertake. Từ số 9, underweight. Underweight, đây là một tính từ, có nghĩa là hụt cân hoặc thiếu cân. Từ này được ghép bởi tiền tố under và weight. Weight, một danh từ, cân nặng. Underweight. Từ số 10, underworld. Underworld, từ này là một danh từ, có nghĩa là xã hội đen. Được ghép bởi under và danh từ world, thế giới. Underworld. Từ số 11, underlie. Underlie, nằm dưới. Chúng ta có động từ lie là nằm. Underlie. Từ số 12, underhand. Underhand, đây là một tính từ, nham hiểm, dối trá, một trong những tính từ được dùng chỉ tính cách con người.
Từ này được ghép bởi under và danh từ hand, bàn tay. Underhand. Từ số 13. Understate. Understate. Nói không đúng sự thật. Đây là một động từ được ghép bởi tiền tố under và động từ state. Phát biểu. Understate. Từ số 14. Understudy. Understudy. Đây là một danh từ thường dùng trong ngành điện ảnh, có nghĩa là diễn viên dự bị, và động từ là học vai diễn của ai đó. Understudy. Từ số 15. Undercut. Undercut. Bán phá giá, có nghĩa là bán giá thấp hơn các đối thủ khác. Đây là một thuật ngữ thường dùng trong thương mại. Động từ này được ghép bởi under và động từ cut. Undercut. Từ số 16. Undermine. Undermine. Một động từ làm suy yếu. Được ghép bởi hai từ under và mine. Mine. Nếu là danh từ có nghĩa là mỏ. Còn nếu là động từ thì là khai thác mỏ. Undermine. Từ số 17. Underpin. 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 Mang nghĩa là củng cố hoặc gia cố cho chắc chắn. Từ này được ghép bởi hai từ under và pin. Pin, danh từ có nghĩa là đinh ghim. Còn động từ có nghĩa là ghim chặt. Underpin. Từ số 18. Underpay. Underpay. Trả lương thấp. Một động từ. Động từ này được ghép bởi under và pay. Chi trả. Underpay. Từ số 19. Undergraduate. Undergraduate. Đây là một danh từ mang nghĩa là sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Từ này được ghép bởi under và động từ graduate, tốt nghiệp. Và nếu danh từ graduate là sinh viên, tốt nghiệp. Undergraduate. Từ số 20. Underprivileged. Underprivileged. Đây là một danh từ có nghĩa là tình trạng nghèo đói. Danh từ này được ghép bởi under và privilege. Privilege là một danh từ có nghĩa là tình trạng ưu tiên. Phúc lợi, quyền lợi. Underprivileged nghĩa đen là dưới quyền lợi, không được hưởng quyền lợi. Và nghĩa chính, mô tả tình trạng nghèo đói. Underprivileged. Từ số 21. Underachieve. Underachieve. Một động từ diễn tả làm không tốt như mong đợi. Động từ này được ghép bởi under và động từ achieve, đạt được. Underachieve. Động từ 22. Từ số 22. Underpass. Underpass. Một danh từ diễn tả đường hầm dành cho người đi bộ. Chúng ta có từ pass là băng qua, vượt qua, và underpass là đi dưới lòng đất. Từ số 23, underclass, underclass, tầng lớp dưới, diễn tả tầng lớp nghèo trong xã hội. Từ này được ghép bởi under và class. Class, danh từ, lớp hoặc tầng lớp. Từ số 24. Underestimate. Underestimate. Đánh giá thấp. Động từ.
Động từ này được ghép bởi under và estimate. Estimate là một động từ mang nghĩa là đánh giá. Underestimate. Từ số 25. Underdeveloped. Underdeveloped. Một tính từ có nghĩa là chậm phát triển. Tính từ này được ghép bởi under và động từ thêm đuôi ed, developed. Developed. Underdeveloped. Trong bài học hôm nay thì Mr. Định xin chia sẻ với quý khán thính giả một công thức chuyển từ động từ sang danh từ rất thông dụng. Đó chính là thêm đuôi T-I-O-N vào sau động từ. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng vào động từ đầu tiên. Đó là động từ act. Act. Động từ này có nghĩa là hành động. Khi chuyển sang danh từ hành động, chúng ta thêm đuôi T-I-O-N. Chúng ta được danh từ action. Action. Ví dụ quý khán thính giả cùng xem hai câu sau đây. He acted like a child. Nobody liked his action. Anh ấy hành động như một đứa trẻ. Chẳng ai thích hành động của anh ấy. Thì chúng ta thấy động từ act thì đi sau chủ ngữ, còn đi sau tính từ sở hữu his sẽ không thể là act được, mà phải là một danh từ của act là action. Chúng ta cùng đọc lại câu này. He acted like a child. Nobody liked his action. Động từ thứ hai, affect. Affect có nghĩa là ảnh hưởng, và danh từ của nó là affection. Affection lại mang nghĩa là lòng thương, tình thương, lòng trắc ẩn. Ví dụ câu sau đây. His affection affected her deeply. Lòng trắc ẩn của anh ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới cô ấy. Chúng ta thấy affection, một danh từ đi sau tính từ sở hữu his, và affected là động từ đi sau chủ ngữ affection. His affection affected her deeply. His affection affected her deeply. Động từ số 3, collect. Collect có nghĩa là sưu tầm. Danh từ của nó là collection. Collection, bộ sưu tập. Ví dụ, I'd love to collect old shoes and I have a big collection. Tôi thích sưu tầm giày cũ và tôi có cả một bộ sưu tập lớn. I'd love to collect old shoes and I have a big collection. Động từ số 4. Celebrate. Celebrate có nghĩa là kỷ niệm, đón chào một dịp gì đó. Danh từ là celebration. Celebration, danh từ, sự kỷ niệm. Ví dụ, we will celebrate Christmas together. Would you like to join our celebration? Trong câu đầu tiên chúng ta sử dụng động từ celebrate, và ở câu thứ hai thì chúng ta lại dùng danh từ celebration. We will celebrate Christmas together. Would you like to join our celebration? Động từ số 5. Correct. Correct có nghĩa là sửa. Sửa cho đúng. Danh từ là correction. Correction là sự sửa sai. Ví dụ, I help her correct her mistake, but she didn't like my correction. Ở câu đầu tiên chúng ta dùng động từ correct, còn ở câu thứ hai chúng ta dùng danh từ correction. I helped her correct her mistake. I help her correct her mistake. I help her correct her mistake, but she didn't like my correction. Động từ số 6, corrupt. C
corrupt có nghĩa là hối lộ, mua chuộc hay tham nhũng. Danh từ là corruption. Corruption, sự mua chuộc, sự tham nhũng. Ví dụ, don't be corrupted. Be careful with corruption. Đừng để bị mua chuộc, hãy cẩn thận với tham nhũng. Don't be corrupted. Be careful with corruption. Động từ số 7, devote. Devote có nghĩa là hy sinh, cống hiến. Danh từ là devotion. Devotion, sự cống hiến. Ví dụ, he devoted his life to the nation, so we must be grateful to his devotion. Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc, vì vậy chúng ta phải biết ơn sự cống hiến của ông ấy. He devoted his life to the nation, so we must be grateful to his devotion. Động từ số 8, elect. Elect, bầu cử, lựa chọn. Danh từ là election, sự bầu chọn. Election. Ví dụ, we will elect the right person. We should believe our election. Chúng tôi sẽ bầu ra đúng người. Chúng tôi sẽ tin tưởng sự lựa chọn của chúng tôi. We will elect the right person. We should believe our election. Động từ số 9, erupt. Erupt, phun trào, dành cho núi lửa. Và danh từ là eruption. Eruption, sự phun trào. Ví dụ, that volcano erupted last month. That eruption damaged a whole village nearby. Ngọn núi lửa đó đã phun trào tháng trước. Sự phun trào núi lửa đã phá hủy hoàn toàn một ngôi làng gần đó. That volcano erupted last month. That eruption damaged a whole village nearby. Động từ số 10, educate. Educate có nghĩa là giáo dục và danh từ là education. Education, sự giáo dục. Ví dụ, every child must be well educated. They need the best education. Mỗi đứa trẻ cần phải được giáo dục tốt và chúng cần một sự giáo dục tốt nhất. Every child must be well educated. They need the best education. Inject. Inject có nghĩa là tiêm và danh từ là injection. Injection, sự tiêm. Ví dụ, I don't want to be injected. I'm afraid of injection. Tôi không muốn đi tiêm đâu. Tôi sợ tiêm lắm. I don't want to be injected. I'm afraid of injection. Động từ số 12, object. Object có nghĩa là phản đối và danh từ là objection. Objection, sự phản đối. Ví dụ, bố mẹ tôi phản đối chúng tôi, nhưng chúng tôi đã phớt lờ sự phản đối của họ. My parents objected to us, but we ignored their objection. My parents objected to us, but we ignored their objection. Động từ số 13, operate. Operate có nghĩa là vận hành hay là phẫu thuật. Danh từ là
Operation. Operation. Sự phẫu thuật hoặc sự vận hành. Ví dụ, a good doctor operated on me. That operation lasted 2 hours. Một bác sĩ giỏi đã phẫu thuật cho tôi. Ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng. A good doctor operated on me. That operation lasted 2 hours. Động từ số 14, pollute. Pollute, làm ô nhiễm. Danh từ là pollution. Pollution, sự ô nhiễm. Ví dụ, chúng ta đang làm ô nhiễm nguồn nước và sự ô nhiễm đó ngày càng tồi tệ. We are polluting water and that pollution is getting worse and worse. We are polluting water and that pollution is getting worse and worse. Động từ cuối cùng trong bài ngày hôm nay đó là translate. Translate có nghĩa là dịch thuật và danh từ là translation. Translation là sự dịch thuật hoặc bản dịch. Ví dụ, I will translate this book into English, but I don't believe my translation. Tôi sẽ dịch cuốn sách này sang tiếng Anh, nhưng tôi không tin vào khả năng dịch thuật của mình. I will translate this book into English, but I don't believe my translation. Trong video hôm nay, Mr. Định sẽ tiếp tục chia sẻ một công thức sẽ giúp quý khán thính giả chuyển 15 động từ thành 15 danh từ. Đó là chúng ta sẽ thêm đuôi S-I-O-N vào sau động từ để tạo thành danh từ. Động từ đầu tiên đó là conclude. Conclude. Động từ này có nghĩa là kết luận hoặc kết thúc. Chúng ta sẽ thêm đuôi S-I-O-N để tạo thành danh từ conclusion. Conclusion. Đuôi S-I-O-N chúng ta đọc là gen. Tuy nhiên, đây không phải là cách đọc duy nhất của đuôi này. Quy tắc đọc đuôi này đã được Mr. Định trình bày trong video hướng dẫn cách đọc đuôi I-O-N của các danh từ tiếng Anh. Quý khán thính giả hãy tìm và xem lại. Để phân biệt động từ và danh từ, chúng ta sẽ theo dõi 2 ví dụ sau đây. Cô ấy đã kết thúc bài phát biểu bằng một bài hát. She concluded her speech with a song. She concluded her speech with a song. She concluded her speech with a song. Trong câu này chúng ta thấy concluded là một động từ đi liền sau chủ ngữ she. Còn trong câu thứ hai, chúng tôi thực sự thích sự kết thúc của cô ấy. We really like her conclusion. We really like her conclusion. Chúng ta cùng sang động từ số 2, động từ thấu hiểu, comprehend. Comprehend. Và danh từ chúng ta thêm đuôi S-I-O-N là comprehension. Comprehension. Đuôi S-I-O-N trong danh từ này chúng ta lại đọc là tion, vì nó đi sau một phụ âm N. Comprehension có nghĩa là sự thấu hiểu. Ví dụ, He doesn't seem to comprehend my feeling. Anh ấy dường như không thấu hiểu được cảm giác của tôi. He doesn't seem to comprehend my feeling. Và đừng bao giờ mong đợi sự thấu hiểu từ anh ta. Never look forward to his comprehension.
never look forward to his comprehension. Never look forward to his comprehension. Động từ số 3, decide. Decide có nghĩa là quyết định, và danh từ là decision. Decision. Đuôi s-i-o-n trong danh từ này chúng ta đọc là gen, vì nó đi sau nguyên âm i. Decision. Ví dụ, she decided to get married. She decided to get married. She decided to get married. Cô ấy đã quyết định kết hôn. Và chúng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. We respected her decision. We respected her decision. We respected her decision. Động từ số 4, discuss. Discuss, thảo luận. Và danh từ là discussion. Discussion, sự thảo luận. Ví dụ, chúng tôi đang thảo luận về một bài báo. We are discussing an article. We are discussing an article. Cuộc thảo luận của chúng tôi tốn của chúng tôi những 2 giờ. Our discussion took us 2 hours. Our discussion took us 2 hours. Our discussion took us 2 hours. Động từ số 5, divide. Divide có nghĩa là chia. Và danh từ là division. Division có nghĩa là phép chia hoặc phòng ban. Ví dụ, tôi đã chia căn nhà thành 5 phòng. I divided my house into 5 rooms. I divided my house into 5 rooms. I divided my house into 5 rooms. Và bây giờ tôi thấy sự chia này không hợp lý. Now I find that division wrong. Now I find that division wrong. Wrong là tính từ, sai, không hợp lý. Chúng ta sang động từ số 6, explode. Explode, phát nổ, và danh từ là explosion. Explosion, vụ nổ. Ví dụ, một quả bom đã phát nổ hôm qua. A bomb exploded yesterday. A bomb exploded yesterday. A bomb exploded yesterday. May mắn là vụ nổ không gây thiệt hại gì. Luckily, that explosion damaged nothing. Luckily, that explosion damaged nothing. Động từ số 7, express. Express, biểu lộ. Danh từ là expression. Expression, sự biểu lộ. Ví dụ, cô ấy hiếm khi biểu lộ quan điểm của mình. She seldom expresses her opinions. She seldom expresses her opinions. Tôi cũng chưa bao giờ thấy sự biểu lộ cảm xúc của cô ấy. Also, I've never seen her emotional expression. Also, I've never seen her emotional expression. Động từ số 8, erode.
road, xói mòn hoặc làm xói mòn. Danh từ là erosion, erosion, sự xói mòn. Ví dụ, những ngọn đồi quanh nhà tôi đã bị xói mòn nhiều. The hills around my house have been much eroded. The hills around my house have been much eroded. Những trận bão đã gây ra sự xói mòn đất. Storms caused soil erosion. Storms caused soil erosion. Động từ số 9, expand. Expand, mở rộng. Và danh từ là expansion. Expansion, sự mở rộng. Ví dụ, we expanded our school. We expanded our school. Chúng tôi đã mở rộng ngôi trường của chúng tôi. Sự mở rộng rất tốn kém. The expansion costed much. The expansion costed much. Động từ số 10, invade. Invade. Danh từ là invasion. Invasion. Invade có nghĩa là xâm chiếm, lan tỏa. Invasion là danh từ, sự xâm chiếm, sự lan tỏa. Ví dụ, mùi đồ ăn tỏa ra khắp nhà. The smell of food invaded the house. The smell of food invaded the house. Mùi đồ ăn tận nhà bạn tôi cũng ngửi thấy. That invasion can be smelled in my neighbor's house. That invasion can be smelled in my neighbor's house. Động từ số 11. Omit. Omit. Bỏ sót. Danh từ là omission. Omission. Sự bỏ sót, sự lơ là. Ví dụ, anh ấy đã thiếu trách nhiệm. He omitted his responsibility. He omitted his responsibility. Sự thiếu trách nhiệm đó đã khiến anh ấy phải trả giá đắt. That omission made him pay an expensive price. That omission made him pay an expensive price. Động từ số 12, obsess. Obsess có nghĩa là ám ảnh. Và danh từ là obsession. Obsession, sự ám ảnh. Ví dụ, hình ảnh của cô ấy vẫn ám ảnh tôi bao lâu nay. Her image has still obsessed me for a long time. Her image has still obsessed me for a long time. Và làm sao tôi có thể thoát khỏi sự ám ảnh này? How can I remove this obsession? How can I remove this obsession? How can I remove this obsession? Động từ số 13. Persuade. Persuade là thuyết phục. Danh từ là persuasion. Persuasion, sự thuyết phục. Ví dụ, cô ấy đã thuyết phục tôi ra ngoài. She persuaded me to go out. She persuaded me to go out. Nhưng sự thuyết phục của cô ấy chưa đủ mạnh. But her persuasion wasn't strong enough. But her persuasion wasn't strong enough. Động từ số 14,
provide, provide, cung cấp, và danh từ là provision, provision, sự cung cấp. Ví dụ, họ luôn cung cấp hoa quả cho chúng tôi. They always provide us with fruit. They always provide us with fruit. Chúng tôi không thể tưởng tượng nếu không có sự cung cấp đó. We can't imagine without that provision. We can't imagine without that provision. Và động từ cuối cùng, revise, revise, ôn tập, xem lại. Danh từ là revision, revision, sự ôn tập, sự xem lại. Ví dụ, cùng ôn tập bài cũ. Let's revise the last lesson. Let's revise the last lesson. Sự ôn tập là cần thiết. The revision is necessary. The revision is necessary.